Phải hai thằng kéo chứ một thằng kéo thì đéo là được. Giờ mình em chạy chết à? Chết, không chạy đâu. Giờ phải hai người chạy con này đấy. Vì hôm nay gió nó to lắm các bạn ạ. Đàn bò này là hôm trước thả mấy lần không lên đấy. Hôm nay thả lắp xong bộ này thả. Hai anh em dưới hai anh em hỗ trợ thì mới thả được cái bộ này. Một người không thả được đâu. Thôi đây. Chạy chạy chạy. Ôi xíu dây xíu dây xíu dây. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Thôi đứt dây rồi, đứt dây rồi. Ô ô ô ô. Ôi hỏng rồi. Bùm. Sợ thật. Mẹ rất kinh dây. Đứt dây bị kinh rồi ạ. Phải đai. Bảo rồi lấy dây ba ly thì đéo lấy. Xé vào dây 25. 50 vào 25 ngó cửa vẫn đứt. Không vào dây đâu. Vào. Vào vào. Xuống đầm rồi. Xuống đầm, xuống đầm, xuống đầm, xuống đầm. Úi xổ ôi. Vãi đai thật, đứt dây được. Đâu rồi? À kìa kìa kìa. Mẹ. Xuống nhãn. Xuống nhãn, xuống nhãn. Ôi hạ cánh này đèo ấy. Không việc gì luôn. Chỉ cần một chạm thôi. Vãi cả cứt thật. Đứt à? Ôi thì mẹ nó đứt kiểu đéo gì. Đây. Nó tước luôn. Mẹ gió này vác diều về nếu vác được đấy chứ. À đây đây có đường này đi được, đường này đi được. Đường này đi được, đường này đi được. Ok. Được rồi. Sợ thật. Về chắc dây này hoặc là phải kiếm cái dây to hơn thì mới thả được. Chứ dây này béo quá. Chậm rồi. Cứ thấp xuống. Ok. Giờ sẽ ra thả lại lần nữa nhá. Ok nhá, giờ sẽ thả lại nhá. À, lúc ấy là do nó hai cái dây nó cứa vào nhau nên mới là. Nhưng mà gió này mà thả con 4 mét này căng đấy. Găng tay nghĩa đâu? Tay trâu. Không cần găng tay luôn. 6 mét em chạy tay mò. Tay trâu, tay trâu. Hả? Tiếp à? Tiếp đi. Ok em ơi. Căng chút cho ra khỏi cây chuối nhá. Rồi. Rồi đấy, rồi đấy. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, nó vít. Được rồi đấy, được rồi đấy. Cầm lên đằng trên đi, đừng đi đi đi. Cầm lên đằng trên đi. Đấy. Bay này, bay này, bay này. Úi dồi ôi. Máy bay phản lực đây, gọi là máy bay phản lực. Dạ, dạ ra được. Cầm được. Được không, được không? Cố lên. Cố lên. Tao tự. Rồi. Đấy, bộ bò lên thì chắc chắn là kêu luôn. Bộ này thì khỏi phải bàn luôn rồi. Ôi 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 ôi. Cẩn thận, cẩn thận. Gió to, gió căng đét. Vãi đái. Mẹ thiếu mặt sợ mấy đại. Anh em thì nghe được tiếng không? Em nghe được tiếng con bò kêu không? Thật sự nó một mình nó một bầu trời. Gió ấy rồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Lên, 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 chạy lên, lên, chạy lên. Mắc rồi, lại mắc rồi. Mắc rồi. Ôi ôi mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi, xuống rồi. Chạy lên anh, chạy lên, anh chạy lên anh Nghĩa ơi. Lại xuống rồi, lại xuống rồi, lại xuống rồi, lại xuống rồi. Kẹp tay, mẹ đéo găng tay là không làm gì được. Thôi. Mẹ dậy à mẹ hàng kia thì. Cho xuống cái ngọn này. Thôi. Xuống đâu đấy? Xuống đâu ấy? Ôi xuống cây rồi. Đây cũng là được rồi, không sao, không sao. Ok, lại lần 3 nhá. Kỉnh à, ơi, Nghĩa giỏi rồi, Nghĩa thì... Đã lồn thôi.
Đây hai đây, hai anh em. Nào chuẩn bị nào. Nó lại ra. Sợ gió các bạn nhìn được. Đấy lần này là ok rồi đấy. Dạ, số dã man luôn. Mắc. Có nhà. Úi xôi ôi. Đi theo anh nhá. Đấy, lần này là ok rồi. Lên rồi đấy. Ôi, bẩn tí cũng được, không sao đâu. Đấy. Cái chó. Rồi. Lấy con dao đứng đấy rồi, chắc con dao đứt từ đây này. Nó quý rồi, 3 ly nó còn đứt đi. Mẹ còn hơn cả kim cộng lực. Úi dồi ôi, cẩn thận. Về nước tẩy đấy. Đứng á. dân phải ra đường xem cái gì đấy. Ở đây còn kêu như thế này, ở dưới kia gì không? Tầm này thôi. Ôi, về nghe tiếng sáo thôi anh em. Đấy, hai con. Đi về thôi. Thế mấy thằng được nghỉ à? Không phải đi học à? Ok nhá, video này tạm dừng thôi anh em. Hẹn anh em trong video sau. Ui ra tiếng vùng ui. Bye bye. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Rồi xin chào các bạn. Bye bye.